Xin chào tất cả bà con cô bác. Hiện tại thì gia đình em đang có mặt tại sân bay Nội Bài nhá. Mới đáp máy bay để về quê ăn Tết. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang tầm 25-26 độ. Đây, cô Hai Bún Đậu không biết là háo hức về quê ăn Tết thế nào chứ 5 giờ sáng đã dậy rồi. Nãy trên máy bay là không ngủ một xíu nào luôn. Cứ ngồi ăn hết cái này rồi cười tủm tỉm không à. Trai Bắc thì phải biết là dồi lòng các bác nhá. Món đầu tiên về nấu cho bố mẹ ăn trong mấy ngày giáp Tết thì hôm nay cũng là 27 Tết rồi, đó chính là món lòng lợn dồi. Rồi sáng sớm thì mẹ em có đi ra ngoài kia có quen một cô nhà lợn nuôi bằng bỗng rượu ngon cho nên là xin gọi là đụng ấy. Giống như kiểu là cứ mỗi con lợn thì thịt ra rồi trong mỗi nhà sẽ một phần đấy. Thì lấy thịt về rồi, đây thì cô cho được ít lòng với lại huyết, với rau sống. Đây này, đấy, ôi giời ơi, lại được việc thế nhỉ. Này nhặt tới 29 Tết liệu có đủ rau ăn chưa? Về là thích lắm các bác nhá. Đấy, chạy nhảy tung tăng hết. Ôi giời ơi, nhặt rau cho bố hả? Đi xuống đi chợ hoa Chí Linh coi, à, sao đỏ coi, đi xuống con. Đi đi đi, bố dẫn đi chợ hoa sao đỏ này. Nào xuống đây nào, đi đâu con, đi đâu nhanh về lạnh này. Nói chung là Tết thì ngoài đồ ăn thức uống rồi thì chợ hoa cũng là một cái nơi mà bắt buộc chúng ta phải đi khám phá bà con cô bác ạ. Bây giờ thì em sẽ đưa vợ con với lại đây anh cháu này, anh cháu với anh em này đi ra ngoài chợ. Chợ sao đỏ nhá. Đi, đi thế nào con? Ui giời ơi, về đây lạnh lạnh này có dịp được diện đồ nhá. Mặc cái bộ đồ nó lại tôn màu da thế chứ lại. Đây, trong lúc hai vợ chồng em đi ra chợ hoa thì bố mẹ em ở nhà gói bánh chưng nhá. Còn năm nay gói mấy cái mẹ? Hơn chục cái ở lá dong, nghe nói năm nay đắt lắm mà. Đây lá dong này các bác nhá, bánh chưng thì phải gói bằng lá dong. Sáng nay mẹ đi chợ thấy nói lá dong đắt, khả năng là chưa có hàng hoặc là năm nay hiếm. Từ nhà em ra tới cái quảng trường ngoài sau đỏ chợ hoa ấy, nó rơi vào tầm hơn chục cây các bác nhá. Đấy, con đường này đường núi không ạ? À? Đây là dưới này là một cái sông. Đó, con đường gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm ấy. Ngày xưa là nhà em đạp xe đi học là 8 cây là cứ đạp con đường này này. Đây, em đang đi vào đây là phía trung tâm, ở giữa cái quảng trường. Bình thường thì ở đây sẽ là cái quảng trường và 30 Tết này thì cũng sẽ bắn pháo hoa ở chỗ quảng trường này này. Đây, em bé đây. À, ngoài em thì đa phần là quất với đào nhá. Đây, bên đây là quất này. Đấy, quá trời quất luôn này. Đó, đủ các kích thước, mẫu, mã, kiểu, dáng. Rộng lắm. Cái quảng trường chỗ em rộng lắm. Đây, nhưng mà bây giờ hôm nay là 27 Tết nhưng mà em thấy là vẫn còn hơi vắng nha. Không biết là ngày mai, ngày kia thì 28, 29, 30 thì em nghĩ là đông hơn. Còn hôm nay thì thấy hơi vắng. Thời tiết hôm nay đang rất là đẹp nhá. Nó không bị lạnh quá mà cũng không bị mưa. Đây đào này. Đó, ngoài em thì rất là nhiều đào đấy. Kia là đã chở hai cây quất về nhà rồi đấy.
Đây, nhưng cháu em đây này đấy là nó vẫn đang mặc áo cọc đây này. Thời tiết rất là đẹp. Sao đã ôm mình sữa rồi hả? Ôm mình sữa rồi con. Ừ. Nhiều quất lắm. Đây mấy xe này là ai mua là chở, sẽ chở quất đi tới nhà nhé các bác nhé. Em thì mẹ mua quất rồi, mấy bữa em về thì bố mẹ mua quất rồi, nên là bây giờ ra chỉ kiếm những cái hoa để mình trang trí ở bên dưới thôi, về những cái treo ở trên cây đào á. Rộng mênh mông nhá. Chợ quê, chợ hoa Chí Linh quê em đó, sao đỏ Chí Linh. Đấy, gái Chí Linh đây các bác nhá. Ôi giời ơi. Gái Chí Linh đây nhá. Sao ra chợ con Du Xuân đi, con cầm mình sữa đấy. À, chỗ trung tâm này thì em thấy đa phần là có quất này, có đào này, có bưởi này. Đấy, một cây bưởi rất là đẹp này. Còn hoa thì chắc là trên kia thì xíu em lên em kiếm sau, bởi vì em chủ yếu là ra đây mua hoa với quay lại cho bà con cô bác đấy. Nhưng mà năm nay là thấy là hơi thưa. Đây, cây quất rất là cao này. Cái này phải cao chắc tầm 2 mét mấy á. Trái to lắm. Thấy quất, thấy đào, thấy mai là thấy Tết nhá. Đây, đó. Rồi em nghĩ là chắc ngày mai, ngày kia, ngày kia thì hy vọng rằng sẽ đông hơn, nhộn nhịp hơn. Tại hôm nay em thấy trời nó ấm ấm á, cho nên là tranh thủ cho em bé đi. Rồi nghe đài báo là ngày mai, ngày mốt là sẽ lạnh. Nên hôm nay ấm ấm thì tranh thủ cho em bé đi. Thôi bây giờ thì sẽ đi về phía bên tay trái này xem là có hoa gì không mua các bác nhá. Quá trời quất luôn à. Thấy phía sau này cũng toàn quất không à, quất với đào. Nhưng mà năm nay em thấy là ít hơn so với mọi năm. Tại mỗi năm em cũng về mà. Nhưng năm nay thấy bà con cô bác trưng ít hơn. Cũng có thể là nhu cầu mua thì không có mạnh vào những năm trước. Đây có một cái quầy bán những cái đồ mà trang trí cho những cây đào nhá, rồi treo trong nhà này, đèn lồng đẹp quá này. Rồi bây giờ thì em sẽ ghé vào đây em lựa một ít về treo, nó đỏ vàng vàng ấy, cho nó có không khí Tết. Đó. Thôi vào lựa đây các bác ơi. À, em vừa mới đi ra ngoài chợ hoa, ngoài sau đỏ về thì bố em đã gói xong bánh chưng rồi bà con cô bác nhá. Đây. Đây gói tới cái cuối cùng rồi. Đó. Đấy là đi chợ mua mấy cái chậu hoa về trang trí. Dạ. Chợ đó con đùm một đống kìa. Chợ được gần 10 chậu. Chở vợ, chở con, chở gần 10 chậu hoa nữa. Nó đi đằng sau. Đây. Đây bánh chưng bố em gói đây các bác nhá. Nói chung là không có khuôn, không được vuông được như thợ được. Nhưng mà như thế này là nếu mà cho em mà em chỉ biết cách gói thôi, chứ còn để mà gói được ra hình như thế này là cũng chịu chết nhá. Bó tay á. Đó nào. 3 này,
5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. Bánh chưng thì nó là một trong những cái quá là quen thuộc với ngày Tết rồi. À, có đỗ, có gạo, rồi có một miếng thịt thôi bên trong nhân. Nhưng mà gói bánh chưng thì là ra không khí Tết. Nhưng mà cái lúc mà luộc canh bánh chưng ấy cũng là bao nhiêu kỷ niệm á. Đấy, bố em thì ở nhà là hay chịu trách nhiệm là gói bánh chưng. 2 năm vừa rồi là sức khỏe đi xuống. 2 năm vừa rồi là Tết ở trong bệnh viện cho nên là nên là năm nay bố khỏe rồi thì đấy, gói bánh chưng cho các con các cháu ăn. Bố em thì cũng đã gói xong bánh chưng. Bây giờ thì em sẽ đi tắt qua cái lối sau nhà để qua nhà bác kiếm một cành đào. Đây này, nhà em đây này các bác đó. Cũng trồng, mẹ trồng một đống mai đây này đó. Đây, cũng tầm này rồi đấy. Đó, cũng được tầm mấy trăm cây hay sao ấy. Nhưng mà chắc còn lâu thì nó mới ra hoa được. Đó. Nguyên cái dãy này là mai hết á. Đây là khúc đằng sau nhà em. Mới nghe đấy, con gì nó bay to lắm đằng sau này, này. Chắc chim hay là cái gì á. Đây, mình đào nhà bác đây. Nhưng mà mình sẽ không đi từ đằng sau nhá. Mình phải đi lên trên nhà bác xong mình hỏi. Hỏi xong mới vòng xuống được. Chứ tự nhiên lâu lâu về phóng vào coi đào liền thì nhiều khi cũng không phải phép các bác ạ. Ấy, vườn đào đã không này. Đó. Thôi, bây giờ em sẽ đi cái đường này để vòng lên trên cây. Đây, đây là con chó nhà em các bác nhá. Em không ở nhà từ bé. Nói chung là lúc mà em về là đã to gần bằng này rồi. Nhưng mà nhìn một cái là bây giờ mỗi lần em về là nhận ra em liền, đi đâu là cũng theo hết. Đây, đây nhà bác hồng xiêm quá trời này. Dạ con cháu. Đây, ui trời ơi, nó đẹp quá bác Chiến ơi. Dạ cho nên nó à, nó bác tiễn bác tuốt lá thì ra hết. Dạ. Cái đào này đào giống mới, đào không mủ hoa nó to. Còn cái bọn đào này chưa mủ đầy tiền xì gốc. Dạ. Với lại có mủ nó hay bị sâu. Ừ, cái đào này không mủ, còn dạ. Cái loại đào mủ không không được. Đây là giống ghép mới. Mua đây mua giống khác. Hôm nay bác của nó lụ. Nay bị nó bị nở hơi đây sớm rồi. Đây nó làm gốc này. Dạ. Chưa, cả cây. À ngày hôm qua đây, hôm qua là cả đào cả gốc đúng không ạ? Tôi chọn được 2 cây. Dạ. Đây khu này xem. Dạ đây. Cô ai xem có cây nào còn nhiều. Dạ vâng. Thì mình chơi được mấy ngày Tết nữa. Ui cánh nhìn đẹp ghê luôn á. Chụp ảnh đẹp. Dạ. Đó, đấy ông đoán là 2 cây. 2 triệu rưỡi. Chỗ này thì còn nụ này. Đào này là đào phai đúng không ạ? Đào phai. Dạ. Nhiều cánh kìa. Cái này được không? Em nãy giờ em ngắm thấy cây này vừa có nụ có hoa này các bác đây này. Cái này còn nhiều nụ. Hả? Cây này đúng không? Cây này. Ừ, lại mấy cây kia đẹp mà bị nó nở bung hết rồi. Đây, đây xuống mé dưới này xem. Đào phai này đẹp quá. Dường như lạc vào vườn đào á. À, mà đúng đang ở vườn đào mà. À. Qua về hôm qua hôm nay. Cháu về hôm qua.
Hôm qua cháu về lúc ấy nó tối, gần tối rồi ạ. Cái này thì tán nó to hơn. Và nụ ở trên này còn rất nhiều này, đó. Nguyên cái nụ trên này này. Được, các cây này nhìn tán nó to hơn cây kia. Tròn hơn. Mà cũng có vừa nụ vừa nở luôn. Thôi chắc là em dừng máy em coi xem cây này ok không thì em lấy cây này. Trời ơi nhìn không muốn về luôn. Đây này, nó thẳng tắp ra tới ngoài kia này. Ui dồi ôi, chỗ này mà mặc bộ áo dài rồi đứng ở chỗ này chụp hình thì tuyệt vời lắm các bác à. Đó. Ui dồi ôi, đào pha đấy các bác nhá. Đấy, đằng sau nhà bác có một cái vườn quá đẹp luôn. Đây, sau một hồi mà ngắm nghía thì hai cậu cháu em mới quyết định lấy cái cây này nhá. Thì bác đang cưa. Cây này ấy thì thứ nhất là nó còn hoa, đang nở. Và thứ hai nữa là nó còn nụ. Đấy, nụ trên này này. Đấy, tới tầm 2-3 ngày nữa nó bung hết nụ là cũng nhiều hoa lắm á. Đó, bây giờ nó thưa chứ còn nhiều, đa phần nhiều... Ôi, dạ dạ dạ. Dạ dạ. Bắt đầu bẻ bẻ hết đúng không? Đây để nghiêng nghiêng xíu ạ. Thôi. Hai thằng khiêng. Thôi cái này thì cháu vác về được. Ừ, thôi bây giờ cháu vác về luôn. Ừ. Đây đây đây. Đây đây rồi để cháu vác về luôn nhỉ. Gửi tiền anh nhá. Thôi em vác đào về đây các bác nhá. Con cảm ơn bác con về. Sao anh cảm giác vác cây đào về như thế nào? Không phải vác thì cũng nhẹ thôi, nhưng mà ý là mình không vác thì sợ nó cọ vào cây nó hỏng mất một bông hoa, một cái nụ á, thì cái đấy nó mới là cái nó, nhưng mà mệt gió quá. Hồi nãy xém ngã đấy. Thôi bây giờ lên để nó để ở cái chỗ kia xem người Việt đấy. Rồi bây giờ thì hai cậu cháu em sẽ để cành đào vào nhá. Tại mình cắt gốc như vậy mọi người thấy có thể là nó phí, nhưng thật ra cắt như vậy cái cây đào nó không chết được. Nó còn cái gốc đấy thì qua năm thì bác lại gây mầm lên. Hồi nãy là bác kêu là có chịu đào gốc về luôn không, nhưng mà nhất là không đủ thời gian để đào. Thứ hai nữa là có mình em không à, năm nay mọi người bận cháu chắc là chưa có về, giờ còn bán một đậu trong Sài Gòn đấy, đêm nay mới bắt đầu về này. Thôi lên nào. Ở đấy hả bố? Bạn ra ngoài. Chứ hay là xích xích qua bên đây chứ. Hả? Xích qua giữa này chứ. Hả? Giữa này còn cây quất. Cây quất mình để bên gì hả? Quất để gì hả? Giữa hai chứ. Nó mất chút để đấy. Đây là còn buộc đây mà. Còn buộc đấy. Được. Đây, đây là nàng dâu với mẹ chồng đang nấu ăn nhá. Đây, còn em bé ở ngoài giám sát. Nói chung là về là vẫn hay nói chuyện với bà nội, vẫn cười ấy thôi, nhưng mà về thì còn hơi lạ với bà xíu. Chưa theo lắm, tại mới về được tới đêm hôm qua mà. Nấu món gì đấy? Sườn chua ngọt với lại gì? Bí luộc à? Sướng sướng hả? Cười. Hôm nay thì chỉ nấu mấy món đơn giản thôi. Ủa ngày mấy tất niên mẹ? 29 à?
29 tất niên thì làm mấy món đặc trưng này, mời mọi người tới. Còn về hôm nay mấy ngày chỉ ăn cơm gia đình như này là ấm cúng các bác à. À, bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều ngày 27 Tết rồi các bác ạ. À. Do là trời mùa đông cho nên là nó sụp mà nắng khá là nhanh và trời nhìn khá là tối. Và bây giờ còn có mưa phùn nữa. Thì ngày hôm nay ấy, em về là tối hôm qua, về tới nhà tối hôm qua. Thì hôm nay chạy đi phụ mua mấy đồ cho bố gói bánh chưng. Sau đó thì đi ra chợ mua được một vài chậu hoa, một số cái đồ mà ăn trong gia đình. Và chiều về thì kịp mua được một cành đào để mà trang trí mấy ngày Tết. Miền Bắc ấy thì nói chung là Tết thì đa phần là sẽ có những cành đào, còn trong miền Nam thì có mai. Nhưng mà hồi nãy thì em ra chỗ chợ, em có đi chợ ấy, thì thấy rất là nhiều mai luôn, các bác cũng thấy rồi đó. Đây, nãy giờ tưới cây được một chút xíu. Thì em chỉ chúc tất cả mọi người về quê ăn Tết, có một cái Tết thật là đoàn viên, thật là ấm cúng. Những ai mà về tới nhà rồi ấy thì sẽ có những giây phút quây quần bên bố mẹ, bên con cái, gia đình, thật là nhiều ý nghĩa. Còn những ai mà chưa bận công bận việc giống như mấy đứa cháu em ấy, đêm hôm nay mới ra luôn. Và cũng rất nhiều người bây giờ chưa về quê thì mọi người sẽ hoàn thành xong sớm công việc và sẽ sớm về nhà đoàn tụ với lại gia đình. Chờ chờ anh xíu, đấy, đoàn viên với lại gia đình. Còn năm nay thì là một năm rất là tuyệt vời đối với em. Thật sự là trong có thể là có những thành công, có những lúc khó khăn, nhưng mà cái mà tuyệt vời nhất là năm nay như mọi người thấy đấy, bố em đã khỏe rồi. Còn 2 năm trước ấy thì ăn Tết ở trong bệnh viện, mà năm nay chỉ muốn về ăn Tết với bố một cái Tết thật là vui. Đây, chiều đây trang trí được một cái cành đào nhỏ nhỏ mua của bác hàng xóm. Thì đôi khi cuộc sống chỉ cần những giây phút đoàn viên như thế này thôi các bác à. Thôi bây giờ thì em vào em tắm rửa cho em bé đây. Chúc tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe nha.